Hắn may mắn thật. Thay thế cô, đúng là Tạ Nhị tiểu thư đã sống 15 năm cuộc sống thần tiên. Trước đây không phải đồn là hai nhà họ Tạ và Mộc sẽ kết thông ra sao? Tạ Chi Vũ và Mộc Quán Lâm là một cặp phải không? Bây giờ Tạ Nhị tiểu thư thật đã trở về. Vậy người định hôn là Tạ Chi Vũ hay Tạ Nhị tiểu thư? Chắc chắn là Tạ Nhị tiểu thư rồi. Một kẻ mạo danh, nhà họ Mộc sẽ không công nhận đâu. Đường Chi Vũ mặc kệ họ bàn tán, đi thẳng vào lớp học. Đến lớp và ngồi vào chỗ của mình. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Chi Vũ sao vậy? Bên cạnh cô ấy ngồi thiếu gia nhà họ Mộc, Mộc Quán Lâm. Các bạn cùng lớp đều gọi đùa họ là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tương lai hai nhà sẽ kết thông gia. Không sao, Đường Chi Vũ cũng chẳng nói gì. Đưa tay vào bàn học tìm hộp bút. Một con rắn hoa đang quấn quanh cổ tay cô ấy. Mọi người vẫn đang chú ý nhìn Đường Chi Vũ và Mộc Quán Lâm. Chi Vũ, anh ta có vẻ lo lắng nhưng không dám lại gần. Đồ giả mạo, nghe nói cô không phải là Tạ Nhị tiểu thư thật, là một kẻ nghèo khổ. Đây là món quà chúc mừng tôi tặng cô. Thích không? Đường Chi Vũ ánh mắt lạnh lùng rơi xuống mặt cậu ấy. Tôi đã từng nói chuyện với cô vài lần, nhưng cô trực tiếp phớt lờ tôi. Tất nhiên, khi cô còn là Nhị tiểu thư, tôi, Triệu Đại Hải, tự nhiên không dám làm gì. Giờ đây cô đã mất đi thân phận thì đáng bị dẫm đạp. Triệu Đại Hải, anh trêu chọc Tạ Chi Vũ không sai, nhưng anh làm tôi sợ đấy. Đúng vậy, anh không biết đợi lúc không có ai rồi mới trêu chọc cô ấy à? Triệu Đại Hải, anh làm Tạ Chi Vũ sợ thì không sao, nhưng anh làm chúng tôi sợ. Anh đến nổi không? Các người gào thét cái gì vậy? Đi chỗ khác nghỉ đi. Các nữ sinh trong lớp tuy không ưa anh ta, nhưng lại chẳng làm gì được anh ta. Tôi rất thích món quà chúc mừng của anh, nên tôi định tặng anh một món quà đáp lễ. Đường Chi Vũ bước về phía Triệu Đại Hải. Tạ Chi Vũ, cô không định quyến rũ tôi đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi cũng có chút tiền. Nhưng một kẻ nghèo như cô, bây giờ tôi chẳng thèm để mắt đến đâu. Đường Chi Vũ đứng trước mặt Triệu Đại Hải, nhìn con rắn hoa trên cổ tay có vẻ sợ hãi. Cô định làm gì? Không ngờ một cô gái yếu ớt như cô lại không sợ chuyện này. Anh nói đúng. Tôi đúng là không phải Nhị tiểu thư nhà họ Tạ. Để tôi tự giới thiệu, tôi họ Đường, tên là Đường Chi Vũ. Ngoài ra, món quà đáp lễ tôi chuẩn bị cho tôi nghĩ anh cũng sẽ thích. Đường Chi Vũ giả vờ ngây thơ bước lên phía trước. Một tay túm lấy cổ áo của Triệu Đại Hải. Trước khi Triệu Đại Hải kịp phản ứng, trực tiếp đưa con rắn hoa từ cổ áo thả vào trong áo của hắn. Triệu Đại Hải gào thét điên cuồng. Cảm giác lạnh lẽo đó khiến hắn gần như ngạt thở, ngã xuống sàn như một con sâu, điên cuồng vặn vẹo cơ thể, kèm theo một mùi nước tiểu nồng nặc. Quần của Triệu Đại Hải lập tức ướt sũng, trực tiếp ngất đi. Con rắn hoa mới tìm được lối ra, lại chui ra từ cổ áo của Triệu Đại Hải, bò lung tung khắp nơi. Các nữ sinh trong lớp hỗn loạn chạy vào nhà vệ sinh. Từng là Nhị tiểu thư nhà họ Tạ, thành tích xuất sắc, mọi người đều nâng đỡ tôi, ai cũng nghĩ tôi có tính cách rất tốt, chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng. Giờ đây để các người thấy một mặt khác của tôi. Quay lại lớp học, Triệu Đại Hải đã được y tá trường khiêng đi. Bên cạnh, Cố Ninh Ninh lạnh lùng nhìn Đường Chi Vũ. Cố đồng học, bây giờ Tạ Chi Vũ đã không còn là tiểu thư nhà tài phiệt nữa. Sao cậu không nhờ bố cậu gây áp lực lên trường? Bắt cô ấy thôi học đi, như vậy cậu chẳng phải sẽ là hạng nhất khối sao? Cố Ninh Ninh nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng trong lớp, địa vị ở Hải Thành chỉ đứng sau nhà họ Tạ và nhà họ Mộc. Ngậm cái miệng thối của cậu lại, tôi sẽ vượt qua Đường Chi Vũ. Nhưng tôi khinh thường dùng thủ đoạn kinh tởm như vậy. Muốn thắng thì phải thắng một cách đường hoàng. Cô gái đó không dám đắc tội với Cố Ninh Ninh, ngược lại còn trừng mắt nhìn Đường Chi Vũ. Chi Vũ, cậu không bị hoảng sợ chứ? Không, Mộc Quán Lâm lại hé miệng. Cuối cùng anh ta vẫn không nói gì. Hôm nay sao vẫn chưa thấy thầy cô đến nhỉ? Vài phút trôi qua, giáo viên chủ nhiệm Vương tươi cười dẫn một nữ sinh vào lớp học. Người đến không phải ai khác, chính là Tạ Thanh Giao. Vừa rồi tôi bị trì hoãn một chút, là đang giúp bạn học này làm thủ tục chuyển trường. Đây chính là bạn học mới hôm nay. Mọi người hãy chào đón. Thanh Giao, em tự giới thiệu đi. Tạ Thanh Giao vừa nhìn đã thấy Đường Chi Vũ ngồi bên cạnh một Quán Lâm. Đồ không biết xấu hổ, chiếm đoạt danh tính của tôi, còn chiếm luôn cả hôn phu của tôi. Bây giờ tất cả những gì thuộc về tôi phải trả lại cho chủ nhân thật sự rồi. Mọi người chào, tôi tên là Tạ Thanh Giao, hôm nay vừa chuyển từ Hải Thành Trung học đến. Hy vọng sau này có thể trở thành bạn tốt với mọi người. Chẳng lẽ cô ấy chính là Nhị tiểu thư thật của nhà họ Tạ? Chi Vũ, Tạ Thanh Giao đồng học sẽ ngồi vào chỗ của em. Ban đầu thầy cố ý sắp xếp Đường Chi Vũ và Mộc Quán Lâm làm bạn cùng bàn, bởi vì ai cũng biết họ tương lai là một cặp. Giờ tách họ ra cũng có nghĩa là Đường Chi Vũ và Mộc Quán Lâm thật sự đã kết thúc. Có chuyện hay để xem rồi. Còn Tạ Thanh Giao, cô ấy chính là Nhị tiểu thư thật của nhà họ Tạ, nếu không cô ấy cũng không thể ngồi bên cạnh Mộc Quán Lâm. Thầy Vương, vậy em ngồi ở đâu? Cố Ninh Ninh, bên cạnh cậu còn một chỗ trống. Thầy biết cậu không thích có người ngồi cùng bàn, bây giờ để Chi Vũ ngồi bên cạnh cậu được không? Mọi người đều nghĩ Cố Ninh Ninh sẽ từ chối, dù sao cô ấy cũng ghét Đường Chi Vũ như vậy. Tùy ý. Tạ Thanh Giao đến bên cạnh Đường Chi Vũ. Xin lỗi Chi Vũ,
Không phải em muốn cướp chỗ của chị, mà là ba mẹ muốn em và anh Quán Lâm bồi dưỡng tình cảm một chút. Tối qua, họ đã đưa em đến nhà họ một gặp một Quán Lâm và bố mẹ anh ấy. Tạ Đồng Học có gì phải xin lỗi chứ? Người nên cảm thấy xin lỗi mới phải là Đường Chi Vũ. Cô ấy chiếm đoạt danh tính của cậu lâu như vậy mà. Cậu đừng nói vậy. Đâu phải Chi Vũ muốn bị nhầm. Cô ấy là vô tội. Cô ấy là vô tội. Nhưng cũng thật sự là người được lợi. Tạ Đồng Học, tính cách của cậu tốt thật đấy. Các bạn học đối với nhị tiểu thư thật của nhà họ ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt. Ngoan ngoãn thật sự có hiệu quả. Tôi hiểu, mọi người chỉ đồng cảm với kẻ yếu thôi. Tạ Thanh Giao ngồi xuống bên cạnh một Quán Lâm. Anh Quán Lâm, xin lỗi, em sẽ không chia rẽ anh và Chi Vũ đâu. Hôn ước của các anh chị vẫn còn hiệu lực. Sắc mặt một Quán Lâm không được tốt lắm. Quay đầu đi không để ý đến cô ấy. Tôi phải chiếm được trái tim của một Quán Lâm. Dù tôi không thích anh ta, cái tôi không có được cũng không cho Đường Chi Vũ. Kẻ nghèo như Đường Chi Vũ không xứng đáng. Đường Chi Vũ ngồi xuống bên cạnh Cố Ninh Ninh. Cảm ơn. Cái gì mà cảm ơn? Đừng có tự làm mình quan trọng. Đường Chi Vũ không nói gì nữa. Đợi đấy Đường Chi Vũ. Kỳ thi tháng sau tôi nhất định sẽ vượt qua cậu. Cậu có thể sẽ không có cơ hội đó đâu. Hạng nhất khối tự tin về mình như vậy. Kỳ thi tháng trước tôi chỉ kém cậu có 20 điểm thôi. Ý tôi là tôi có thể phải rời khỏi trường trung học Ái Tư rồi. Tại sao? Đường Chi Vũ không trả lời. Cố Ninh Ninh nhìn về phía Tạ Thanh Giao ở không xa. Cô ấy nhíu mày. Sau tiết học đầu tiên, những bạn học thích xu nịnh đều vây quanh Tạ Thanh Giao. Tạ Đồng Học, nhà Đường có phải rất nghèo không? Sáng nay tôi thấy Đường Chi Vũ được người ta chở đến trường bằng xe đạp hai bánh cookie đấy. Người giúp việc nhà tôi đi chợ còn lái xe hơi đi. Nhà họ Đường nghèo quá. Tôi nghe nói mẹ của Đường Chi Vũ là công nhân bị mất việc. Bố là công nhân nhà máy thép. Một tháng chỉ có 400 tệ. 400 tệ nuôi 11 người đấy. 400 tệ ít thế. Tôi đi ăn một bữa ở đường Hoàng Hà còn hơn 400 tệ. Thế này cũng quá nghèo rồi. Vào những năm 90, 400 tệ được coi là người bình thường một tháng chỉ có 1-200 tệ. Các cậu đừng nói thế nữa. Chi Vũ nghe thấy sẽ buồn đấy. Xuất thân cũng đâu phải do cô ấy chọn được. Cô ấy cướp danh tính của cậu mà cậu còn nói giúp cô ấy à? Cậu thiện lành quá đi. Tạ Đồng Học, cậu trông xinh đẹp, tính cách lại tốt. Cậu và Mục Thiếu Gia thật là xứng đôi. Các người là môn quá rồi đấy. Tạ Thanh Giao liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Đường Chi Vũ. Giá mà Đường Chi Vũ nghe được những lời đó thì tốt biết mấy. Tiếc là cô ấy bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi. Nhưng không sao, sau này Đường Chi Vũ còn nhiều ngày khổ sở nữa. Trong phòng giáo viên, Chi Vũ à, xuất thân là điều chúng ta không thể chọn lựa. Nhưng với thành tích của em, chỉ cần em duy trì được, sau này thi vào trường đại học tốt vẫn có tương lai rộng mở. Đừng nản lòng, không chỉ có thầy Vương, tất cả giáo viên bộ môn đều rất thích Đường Chi Vũ. Thầy Vương yên tâm, em sẽ học tập chăm chỉ. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Đường Chi Vũ đi về phía bạn thân Vương Tiểu Cầm. Chi Vũ, cậu đi căng tin trước đi. Mình không được khỏe lắm. Cậu không khỏe chỗ nào? Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé. Đường Chi Vũ định sờ trán cô ấy, nhưng bị Vương Tiểu Cầm tránh đi. Chi Vũ, cậu đi trước đi. Đường Chi Vũ, tiếc là cậu vẫn là hạng nhất khối. Bây giờ cậu không còn là tiểu thư nhà tài phiệt nữa. Vương Tiểu Cầm không muốn chơi với cậu nữa. Cậu không thấy sao? Cố Ninh Ninh khoanh tay đi đến sau lưng hai người, với vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Thấy rồi. Nói xong quay người đi với vẻ mặt không cảm xúc. Đồ vong ân bội nghĩa. Nói xong, Cố Ninh Ninh đuổi theo Đường Chi Vũ. Đường Chi Vũ, sao thế? Đường Chi Vũ, cậu đừng buồn. Trường Trung học Thái Tư để đảm bảo tỷ lệ đỗ mỗi năm đều tuyển 10 học sinh có thành tích xuất sắc. Nhưng xuất thân nghèo khó, trường sẽ miễn tất cả các khoản phí cho họ, còn phát trợ cấp sinh hoạt cho họ mỗi tháng. Tôi biết bình thường Vương Tiểu Cầm bị bắt nạt đều là cậu ra tay giúp đỡ. Không ngờ giờ danh tính của cậu đã bị lộ. Vương Tiểu Cầm lại muốn phân biệt danh giới với cậu. Cố Minh Minh, cậu không cần an ủi tôi. Những điều này tôi đều biết. Được rồi, tôi còn việc. Đi trước đây. Một bên khác, Vương Tiểu Cầm mắt đỏ hoe, nước mắt rơi từng giọt lớn. Tiểu Cầm, cậu đừng yêu đuổi thế. Nhà Đường Chi Vũ còn nghèo hơn cậu nữa. Cậu khóc cái gì chứ? Tôi vừa rồi Cố Ninh Ninh trêu tôi. Cô ấy có bắt nạt tôi không? Tôi bây giờ đương nhiên không sợ Đường Chi Vũ. Tôi là sợ Cố Ninh Ninh. Cô ấy nổi tiếng là tính khí xấu. Cả trường đều không dám đắc tội với cô ấy. Yên tâm đi, Cố Ninh Ninh tuy tính cách không tốt lắm, nhưng cô ấy thường không bắt nạt bạn học đâu. Vương Tiểu Cầm gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Khóe môi cô ấy lại lộ ra một nụ cười nhỏ. Cuối cùng tôi cũng không phải là người nghèo nhất lớp nữa. Nhà Đường Chi Vũ có 8 người anh, nhà tôi chỉ có một đứa em trai. Gánh nặng nhẹ hơn nhiều rồi. Đường Chi Vũ một mình ăn cơm trong căng tin. Rất nhanh có vài người vây quanh. Đây không phải là hạng nhất khối, nhị tiểu thư nhà tài phiệt của chúng ta bình thường toàn được người hầu kẻ hạ. Sao hôm nay lại cô đơn lẻ bóng thế này? Trông có vẻ đáng thương nhỉ. Đồ giả mạo, còn muốn hưởng đãi ngộ của tiểu thư chính thống à? Làm gì có chuyện đó, đúng không? Đồ giả mạo Đường Chi Vũ im lặng ăn cơm, như thể không nghe thấy gì. Tạ Thanh Giao được một nhóm người vây quanh, những lời chế giễu Đường Chi Vũ của họ, cô ấy tất nhiên là nghe thấy. Bắt nạt dữ hơn chút nữa đi, tôi thích xem.
Không phải chứ, hạng nhất khối biến thành cơm rồi à? Cậu không phải rất giỏi ăn nói sao? Hay là cái miệng đó của cậu chỉ biết quyến rũ một quán lâm? Nữ sinh tên Lâm Nguyệt là fan cùng nhỏ của một quán lâm, luôn ghen ghét Đường Chỉ Vũ có thể đường hoàng đứng bên cạnh một quán lâm. Trước đây tôi không dám làm gì cậu, giờ cậu xa cơ rồi, tôi đương nhiên phải đến trả thù. Gia cảnh nhà Lâm chúng tôi cũng rất tốt, tuy không bằng nhà họ Tạ các cậu, nhưng bây giờ cậu bị một kẻ nghèo đè đầu cưỡi cổ lâu, hoàn toàn không nhịn được, nói đi. Cậu điếc rồi hay câm rồi? Cút đi. Mày dám bảo tiểu thư này cút à? Một chai nước ném vào đầu Lâm Nguyệt. Đứa nào dám đánh tiểu thư này? Một cầm đến rồi. Lâm Nguyệt, mau chạy đi. Lâm Nguyệt trừng mắt nhìn Đường Chỉ Vũ đầy căm hận, miễn cưỡng rời đi cùng bạn bè. Chàng trai trẻ đi đến bàn của Đường Chỉ Vũ, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Tầm, sao lại ngồi đối diện Vương Chỉ Vũ? Im miệng đi, người đến bàn tán về cô ấy là các không người. Muốn sống yên ổn ở trường trung học Ái Tư nữa. Đường Chỉ Vũ nhìn anh ta vài lần. Chàng trai trẻ tên là Mục Tầm, là con riêng của nhà họ Mộc. Mộc Tầm nhìn khay thức ăn của Đường Chỉ Vũ hầu như toàn là rau, còn khay của Mộc Tầm thì nhiều thịt ít rau, dinh dưỡng phong phú. Tầm ca, Mộc Tầm không để ý đến họ, đến quầy thức ăn của căng tin. Có chuyện gì? Tay của cô dì cầm muôi run lên, muôi rơi vào thau thức ăn. Bếp trưởng hoảng hốt đi tới. Sao vậy, Tầm thiếu gia? Bà già này ngay cả muôi cũng cầm không vững nữa à? Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.